Phần 5. Hoa sen trung phẩm, nơi phàm thánh đồng cư. Tôi theo Bồ Tát rời khỏi khu vực này, lại tiếp tục trì chú. Hoa sen liền hiện ra đỡ chân tôi bay vút lên hư không, vượt đi như chớp. Chỉ thấy vô số lâu cát, chót tháp lướt qua bên mình rồi lui nhanh ra sau. Lúc ấy tôi chợt cảm biết thân thể lần lần cao lớn thêm ra. Do bởi đài sen của bậc trung phẩm to rộng độ 700-800 dặm như một tỉnh của Trung Quốc, nên sắc thân những vị nơi đây cũng phải tương xứng. Tôi ước lượng từ nơi Singapore này đến Kuala Lumpur, đoạn đường trải qua khoảng hơn 180 dặm. Đài sen đó to rộng 700-800 dặm thì ước chừng nó phải rộng đến trung bộ của nước Thái Lan. Hoa sen và sắc thân của bậc trung phẩm đã như thế thì lầu cát và phòng xá tất nhiên cũng cao rộng mới có thể dung nạp chư vị nơi đây. Đức Quán Thế Âm bảo: bậc sinh về trung phẩm phần lớn là hàng phàm thánh đồng cư, đủ cả bốn chúng, có chư tăng ni xuất gia cùng các nam nữ Phật tử tại gia ở Ta Bà. Người đã sanh về đây sánh với người hạ phẩm lại cao hơn một bậc. Những vị này đời trước đều có ý niệm thoát sinh ba cõi, nên khi ở nơi uế độ luôn siêng cần tu tập. Ngoài điểm tự tu lại còn tích cực làm những Phật sự như xây cất chùa am, ấn tống kinh điển, giảng giải Phật Pháp, bố thí làm lành, cúng dường trai giới. Bên trong họ lại giữ lòng từ, nhẫn, trung, thứ, dứt niệm tật đố, tham, sân. Do đó khi lâm chung, họ được Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn sanh về đài sen trung phẩm. Nhưng sự tu trì của các vị ấy có sâu cạn khác nhau, nên trung phẩm có ba bậc là trung thượng, trung trung và trung hạ phẩm. Vừa đi vừa nghe lời chỉ dạy, giây phút đã tới một đại bảo điện. Tôi vào trong tham quan, đảnh lễ chư vị Bồ Tát. Sau đó, Đức Quán Thế Âm liền đưa tôi đi đến một ao báo rộng lớn. Hoa sen nơi đây sánh với hạ phẩm liên trì, lại tươi đẹp trang nghiêm gấp bội. Ao báo và câu lơn, lan can bao vòng, xung quanh đều do thất bảo tạo thành. Hoa sen trong ao là nét xinh đẹp tuyệt vời, phóng ra nhiều quang sắc giao chiếu lẫn nhau. Cảnh trí thật là huy hoàng diễm lệ, khó nổi hình dung. Điểm hy kỳ hay lạ là hoa tòa có nhiều tầng cánh. Giữa mỗi lớp tầng cánh đều có đình đài, bảo tháp, lầu cát, phóng ra vô số tia sáng màu sắc khác nhau. Về mỹ thuật, nó khiến cho tâm tư người ta phải rung động. Chư vị ngồi trên đài hoa, thân sắc lẫn màu hoàng kim hồng đào sáng đẹp trong suốt, lại phóng ra ánh sáng. Phục sức của chư vị nơi đây đồng một dạng. Tuổi khoảng trên dưới 20, không có người già cùng kẻ hài tử. Tôi nhìn lại chính mình, không biết đã biến dạng và tỏa ánh sáng giống như chư vị nơi đây từ lúc nào. Riêng Đức Quán Thế Âm vẫn còn giữ nguyên tướng cũ. Tôi lấy làm lạ hỏi, Bồ Tát liền giải đáp: tất cả đều do thần thông nguyện lực của Đức A Di Đà khiến nên như thế. Phật phóng ra vô lượng quang minh chiếu đến nơi đây, nên mọi vật đồng phản ánh tỏa sáng nhiều màu. Sự biến thể cùng trang phục của ngươi cũng vậy, trừ phi tự mình có sức thần thông hóa ra các tướng khác, nếu không thì tất cả đều thống nhất. Bồ Tát lại nói tiếp: ở trung phẩm liên trì có một ít hoa đài ảm đạm và lầu cát không phóng ra ánh sáng, nhưng đó không phải là thật cảnh nơi đây, mà do vọng tưởng bất thường của những vị đã giảng sanh huyễn hiện. Ngài liền chỉ một tòa lầu cát và liên đài mờ nhạt xa xa. Tôi nhìn theo, thấy khu bảo điện này có vườn hoa rộng rãi bao bọc xung quanh, trăm hoa đua nở như bức tranh cẩm tú khoe màu. Trên cây báo, trân cầm xòe cánh nhảy múa, sen giọng ca, cảnh trạng giống như nhà Dương Hầu nơi nhân thế. Giữa gian đại sảnh của tòa lầu cát có thờ phượng Tam Bảo. Một số gia nhân như cha mẹ, vợ chồng
anh chị em, con cái cùng quyến thuộc, đủ cả trẻ già trai gái, gồm hơn 20 người đang tụng trì lễ sám. Đức Quán Thế Âm bảo, vị này đã sinh về trung phẩm đây. Kiếp trước toàn gia quyến đều quy y niệm Phật, bố thí làm lành, từ bi nhẫn nhục. Nhưng tâm ân ái của đương sự vẫn còn, niệm vọng tình chưa dứt, thường nhớ nghĩ đến cảnh cũ, do sức phản ảnh của nghiệp nên mới hiện ra huyễn cảnh đó. Bồ Tát lại bảo, chính phẩm hoa sen, mỗi phẩm từ thấp lần lượt đến cao, hạ phẩm tu thành công lại tiến lên trung phẩm hoàn mãn, sanh lên thượng phẩm. Tỷ như người tu môn thế gian thiền, từ ngôi vị đáo định dẫn đến sơ thiền, nhị thiền, rồi từ nhị thiền tiến vào tam thiền, tứ thiền. Tình hình diễn tiến của cửu phẩm liên đài, lý cũng như thế. 15 nhỏ. Pháp hội ở khu vực trung phẩm. Bỗng nhiên có tiếng hồng chung ngân nga vang rền giữa hư không. Các cảnh tượng do phản ảnh của nghiệp hiện ra đều tan biến. Đại chúng đồng phục hồi thân nam tử 20 tuổi, thân sắc hồng vàng chiếu sáng trong suốt, trang phục thống nhất. Dòng người càng lúc càng đông không thể tính kể, dân tập thành hàng đội nơi quảng trường. Đức Quán Thế Âm cho biết, hôm nay đến lượt hai vị Bồ Tát là Đại Thế Chí và Thường Tinh Tấn giảng kinh Pháp Hoa. Người hãy đến nghe thử. Tôi vẫn ưa thích trì tụng kinh này, nên dâng lời bước mau tới giảng đài nơi hội trường. Bốn phía trên giảng đài đều có lưới châu bủa văn, tuôn trăm ngàn tia sáng rực rỡ, kết tụ thành nhiều tướng đẹp như cầu vồng, như mây ráng. Hai bên lại có bảy hàng cây báo cao vút lên hư không. Giữa những lớp tàn cây hiện ra đình đài lầu cát, nhiều vị Bồ Tát tập hợp ở trong đó nghe kinh. Giảng đài do Thất Bảo tạo thành, cao không biết bao nhiêu trượng, mười phần tráng lệ. Đức Quán Thế Âm đưa tôi lên giảng đài. Sau khi tôi đảnh lễ, hai vị đại sĩ dạy tôi ngồi một bên để nghe cho kỹ. Đức Đại Thế Chí đương vị chứng chủ tọa. Bồ Tát Thường Tinh Tấn nhiệm chức giảng sư. Giữa lúc ấy, khói hương không biết từ đâu đến, thơm thanh lạ thường. Trên trời nổi lên thiên nhạc du dương, trân cầm chớp cánh múa ca, hòa điệu theo tiếng nhạc. Sau khi tất cả đại chúng lễ bái, Đại Thế Chí Bồ Tát đứng lên tuyên bố khai giảng. Kế tiếp, Đức Thường Tinh Tấn bước tới pháp tòa, ngồi lên chắp tay hướng về đại chúng đáp lễ, rồi dùng phạm âm nói: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là cội nguồn của chư Phật trong thế giới Hoa Tạng, là căn bản để thành Phật, là pháp bảo tôn quý vô thượng, khen ngợi không thể cùng. Hôm nay tôi xin giảng tiết thứ hai, nói về tác dụng của kinh. Tiếp theo, Ngài giảng thao thao sâu xa thanh thoát như trong dòng suối bạc, đại khái ước độ trên dưới một giờ. Sau khi nghe xong, trong tâm tôi nổi lên niềm nghi vấn, bởi văn cú lời giảng không đồng với kinh Pháp Hoa của nhân gian. Tôi đem điều này hỏi, Đức Quán Thế Âm giải thích. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở trần gian, văn nghĩa còn ước lược, lời kinh giảng nơi đây thì sâu rộng nhiệm màu hơn. Nhưng dù cạn hay sâu, rộng hay lược, ý nghĩa vẫn là một. Người nên biết, hàng trời người không thông cảnh giới của thanh văn, bậc thanh văn không rõ cảnh giới của Bồ Tát, còn Bồ Tát thì không thấu rõ cảnh giới của chư Phật. Lại nên hiểu, Bồ Tát chỉ dùng một âm thanh diễn giảng mà muôn ngàn thính chúng đều nghe thành ngôn ngữ của riêng mình. Đây chính là môn đại tổng trì âm thanh tam muội. Bồ Tát Thường Tinh Tấn giảng kinh vừa xong thì một màn kỳ cảnh, cảnh lạ lùng, không thể nghĩ bàn hiện ra. Chỉ thấy đầy trời mưa xuống các thứ thiên hoa tươi đẹp nhiều màu, cùng những bảo vật sáng rỡ tròn như quả cầu hoặc hình tam giác, lục giác, đủ các sắc dạng.
vô số ức đại bảo quang kết tụ thành minh châu rải rác tuôn rơi. Thính chúng dưới đài đều đưa hai tay tiếp đón hoặc dùng tà áo hứng lấy. Bây giờ nhạc trời trỗi vang, tiên khúc trầm bổng, thanh âm không biết từ đâu xuất phát, mười phần màu nhiệm trang nghiêm. Ngàn muôn nam thanh trang phục màu hồng đứng thành hàng ngũ nghe pháp, chợt rung mình biến thành nữ tú áo xiêm màu lục, quần sắc hồng đào, lưng thắt kim đáy, rập ràng ca múa, lộ vẻ vô hạn tươi vui. Trong giây phút, đại chúng đều biến thành hình những quả cầu tròn, rồi hình hoa sen, không còn thấy tướng người nữa. Đột nhiên trên hoa sen hiện ra chư Bồ Tát ngồi kiết và đoan nghiêm. Tiếp theo lại biến thành ngân tháp, kim tháp phóng quang rực rỡ. Các cảnh sắc biến hiện đều màu đẹp, khó nổi hình dung. Tôi đang nhìn sững gần như xuất thần, bỗng thấy từ hư không hiện ra nhiều nữ tử, mặc dân y xanh biếc, tay áo dài phơi phới, bay xuống xuyên tường báo, vượt qua đại điện, như đi trong không khí chẳng bị trở ngại. Tôi ngạc nhiên thưa hỏi, Đức Quán Thế Âm đáp, thế giới cực lạc do nguyện lực của Phật A Di Đà hình thành, tánh thể chẳng phải là vật chất nên không trở ngại. Vì thế, vô luận là đình đài, lâu cát, cung điện, bảo tháp, hoa quả, cây cối đều thấu suốt, đều có thể tự do vượt qua. Không tin ngươi hãy thử xem. Tôi vâng lời, rảo bước đến mấy chỗ như bức tường bao quanh đại điện, các cột trụ to, lan can, vỗ mạnh vào rồi rút tay ra, đi xuyên qua, lui mình lại, quả nhiên không thấy ngăn ngại. Duy có một điểm hơi khác là khi xúc chạm đến, dường như có thể trạng vật chất, nhưng chỉ không trở ngại mà thôi. Hiện tượng này giống như lúc khoác tay vào nước, quả thật có cảm giác chạm đến vật thể, song tùy ý vẫn dễ dàng đưa tay qua lại, khuấy xuống cạn sâu như thường. Sau đó, Bồ Tát bảo tôi nối bước theo Ngài, đi xem hai nơi kỳ quan là Bát Đại Cảnh Sơn và Hoa Tạng Giới Triển Lãm Quán. Bát Đại Cảnh Sơn. Bậc sanh về phẩm trung hạ, hoặc không vọng tâm, hoặc chỉ có vọng niệm chút ít. Dáng bề ngoài của những vị này đều ở tuổi từ 16 đến 20, y phục đồng màu, không phân nam nữ. Hành động của các vị đều theo tập thể, như buổi mai cùng nhau đem hoa và các thứ báo lạ cúng dường chư Phật mười phương. Hoa sen ở đây tầng cánh nhiều hơn phẩm dưới, vẻ màu đẹp cũng hơn, có đủ các sắc đơn hoặc tạp, tùy màu nào phóng ánh sáng sắc ấy. Nơi đây lại có Bát Đại Cảnh Sơn, tiêu biểu cho tám thức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mạt na, a lại da, hiệp lại xưng là Bát Thức Tâm Điền. Đức Phật A Di Đà thiết lập cảnh này là muốn cho chúng hữu tình khi sanh về đây đem toàn bộ tám thức căn của mình tu luyện đến mức trong sạch không không. Cảnh thứ nhất gọi là Quang Minh Cảnh Sơn, đại biểu cho nhãn thức. Lên núi này có thể dùng mắt thấy rõ tất cả cảnh trong mười phương thế giới. Chẳng hạn, nếu muốn thấy hình thể và trạng huống đời này cùng những đời trước của một chúng sanh nào ở cõi Ta Bà, tất sẽ được thấy biết. Như đời này là người giàu sang, đời trước là tôi tớ, đời trước nữa là thân trâu lợn hoặc bậc dương tướng, đều có thể thấy biết rành rẽ rõ ràng. Cho đến tình hình nơi cõi Phật đó cũng nhìn trông thấu suốt.
Cảnh thứ hai gọi là thanh văn cảnh sơn, đại biểu cho nhĩ thức. Đến núi này, ta có thể nghe tất cả âm thanh của mười phương thế giới. Dù là tiếng tâm loại nào, chỉ cần trải qua tai nghe liền có thể nhận biết ngay. Cho đến Đức Phật nơi đó giảng diễn những kinh pháp gì đều có thể nghe và thông hiểu. Cảnh thứ ba là hương khí cảnh sơn, đại biểu cho tỷ thức. Ở núi này có thể ngửi biết tất cả mùi hương trong mười phương thế giới. Hương khí nào đã trải qua mũi liền ngửi biết một cách tường tận. Như nghe hơi người nữ có thai, nhận hiểu ngay phụ nhân đó sẽ sinh trai hay gái, thành tựu hoặc không thành tựu. Nghe hơi của kim loại liền biết đó là vàng, bạc, chì, thau, đồng hoặc sắt. Cảnh thứ tư, âm vị cảnh sơn, đại biểu cho thiệt thức. Mười phương thế giới, tất cả những chất vị chua, cay, ngọt, mặn, lạc, đắng, khi hơi vị chạm đến miệng lưỡi đều có thể cảm biết. Và những âm thanh từ miệng lưỡi chư Phật Thánh cho tận đến chúng sanh ở địa ngục, toàn bộ đều cảm biết rõ ràng. Cảnh thứ năm gọi là kim thân cảnh sơn, đại biểu cho thân thức. Nơi núi này có thể nương tựa vào xúc giác, phân biệt nhận ra tất cả sự vật. Cho đến kim thân của chư Phật ở Ấy Độ và Tịnh Độ đều nhận biết rõ ràng. Cảnh thứ sáu gọi là pháp thức cảnh sơn, đại biểu cho ý thức. Ở núi này có thể thấy biết tất cả chư Phật, toàn bộ những kiếp tu trong vô số đời trước của chư vị ấy đều bày hiện rõ trong ý thức, cho đến những tiền sanh của chính mình, từ một đời dẫn đến trăm ngàn đời đều ảnh hiện tỏ tường. Cảnh thứ bảy gọi là tế minh cảnh sơn, đại biểu cho mạt na thức. Đây là cảnh giới khác lạ khác thường, có công năng đem sáu cảnh đã thuộc ở trước tập trung lại rồi hiện ra. Nơi cảnh sơn này, nếu tưởng thấy, tưởng nghe, tưởng hương, vị, xúc pháp đều được đồng thời hiện rõ. Cảnh thứ tám gọi là vô biên cảnh sơn, đại diện cho A Lại Gia thức. Cảnh giới này đầy khắp mọi nơi, từ thời gian như quá khứ, hiện tại, vị lai, đến không gian như mười phương pháp giới, tất cả và tất cả thảy đều ảnh hiện. Trên đây chỉ trình thuật một cách khái quát về công năng của bát đại cảnh sơn mà thôi. Nếu nói cho tường tất phần chi tế thì không thể cùng tận. 17 nhỏ. Hoa tạng giới triển lãm quán. Bậc giảng sanh phẩm trung trung là người đời trước ở Ta Bà, sự hiểu biết và tu trì về Phật Pháp có trình độ tương đương sâu sắc. Đồng thời đối với phương tiện bố thí làm lành có thể gọi là tích cực nên mới đạt được thành quả đó. Do sự chứa công bồi đức ấy, sánh với phẩm trung hạ mới cao hơn một cấp. Cảnh giới của hàng trung phẩm trung sanh có bảo tháp điện lầu cùng nhiều phòng, thân tướng cũng cao lớn hơn. Cố nhiên lầu phòng phải cao rộng mới xứng hợp với hình tướng. Mỗi buổi mai trên hư không đều có mưa hoa rơi xuống. Các thiện nhân ở đây mỗi buổi sáng lại đem những hoa đó đựng nơi lãng sách theo chư Bồ Tát đi cúng dường mười phương Như Lai. Các thứ hoa ấy đều màu lạ tươi đẹp khác thường, hoa ở Ta Bà không thể sánh trong muôn một. Khi mưa hoa, trời cũng trỗi lên âm nhạc thanh diệu phi thường, bút mực chẳng thể hình dung được. Cứ theo kinh Phật, ngàn muôn tiếng âm nhạc của hàng đế vương trong đời không hay bằng tiếng âm nhạc của Chuyển Luân Thánh Vương. Ngàn muôn tiếng âm nhạc của Chuyển Luân Thánh Vương không hay bằng một tiếng âm nhạc của trời Đao Lợi. Ngàn muôn tiếng âm nhạc của trời Đao Lợi không hay bằng một tiếng âm nhạc của trời Tha Hóa. Ngàn muôn tiếng âm nhạc của trời Tha Hóa không hay bằng một tiếng âm nhạc của hàng cây thất bảo nơi cõi Cực Lạc. Hàng thiện nhân phẩm trung trung cho đến phẩm trung thượng, toàn thân đều là sắc ngọc kim hồng trong suốt, phóng ra ánh sáng. Vì thân không chướng ngại nên họ có thể trong giây phút đến các cõi Phật cúng dường mười phương điều ngự, mười phương Phật.
rồi trở về cực lạc cũng chỉ trong giây phút. Những người đời trước không có công đức chi nhiều chẳng thể sanh về phẩm này. Bậc thắng thiện nơi đây ít có vọng tưởng, hoặc hoàn toàn không còn vọng tưởng, thích dùng thiền duyệt thực, chẳng mấy khi nghĩ đến thức ăn chi khác. Còn bậc trung phẩm hạ sanh, bởi công phu còn kém nên phải uống nước mật hoa để giúp sức tiến đạo. Nơi khu vực này có một tòa lâu cát tên là Hoa Tạng Thế Giới Triển Lãm Quán. Vào đây có thể thấy biết vô lượng pháp môn tu hành của chư Phật, chư Bồ Tát ở cõi Hoa Tạng khắp mười phương. Tòa lâu cát này bao gồm vạn hữu, có thể gọi là vô biên hải tạng môn. Hoa Tạng Triển Lãm Quán gồm nhiều tầng, mỗi tầng đều bày hiện quá trình của một vị Bồ Tát tu hành từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật. Tỷ như Đức Phật A Di Đà, tiền kiếp là vua Vô Tránh Niệm, xuất gia làm Pháp Tạng Tỳ Kheo, thầy là Thế Tự Tại Vương Như Lai, phát 48 điều nguyện lớn, tu thành cõi cực lạc thanh tịnh, màu đẹp trang nghiêm. Từ đó về sau, gắn công tu trong vô lượng kiếp. Nếu muốn thấy sự thực hành trong mỗi đời thì nơi đây đều bày hiện không thiếu sót. Nói tóm lại, như muốn xem quá trình của chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương, bất cứ một vị nào đều có thể thấy nơi Hoa Tạng Triển Lãm linh kỳ màu nhiệm này. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệu pháp âm .net